Ca sĩ Ngọc Lan Trang làm nóng lại dòng nhạc thập niên 70, 80, 90. Ca sĩ Ngọc Lan Trang, tên thật là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1989 tại tỉnh Thái Bình. Sắp tới, cô sẽ phát hành ca khúc Nỗi Đau Kẻ Thứ Ba do chính nữ ca sĩ sáng tác. Ngọc Lan Trang sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm, mẹ là giáo viên, nhà có ba anh em. Từ nhỏ Trang đã phải phụ mẹ đi làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Do điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn nên mới học hết lớp 9 Trang đã phải nghỉ giữa trường để phụ giúp gia đình. Năm 18 tuổi Trang lập gia đình và sinh con đầu lòng, mới đầu Trang phải làm đủ nghề để mưu sinh như buôn bán rau, khoai, hoa quả trên vỉa hè để kiếm sống. Cuộc sống vất vả hơn khi có bầu bé thứ hai, nhưng Trang vẫn quyết tâm tiếp tục đi học bổ túc văn hóa 2 năm 3 lớp vào năm 23 tuổi. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng Trang nghĩ trong cuộc sống còn nhiều gian nan, thử thách thì nghị lực sống là rất quan trọng. Có nghị lực, có niềm tin thì ta có thể vượt qua mọi khó khăn để đưa những bước chân gần hơn với thành công và hạnh phúc. Chúng ta nên nhớ rằng đừng bao giờ từ bỏ khi bạn vẫn còn ước mơ và nghị lực sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ đó. Chính sự nghèo khổ hình thành nên ở Trang một ý chí sắt đá để vươn lên trong cuộc sống. Có thể nói, tôi là một trong những người có ý chí và sự vươn lên bền bỉ nhất, ngay cả trong cảnh đường cùng. Để thoát ly cái nghèo, tôi quyết tâm học hành và theo đuổi đam mê của mình, mặc dù tôi biết trước những bước đi ban đầu không hề dễ dàng đối với tôi. Ngọc Lan Trang chia sẻ, đến 25 tuổi tốt nghiệp xong, Trang tiếp tục thi vào trường văn hóa, nghệ thuật Thái Bình. Để có tiền nuôi con và trang trải cho cuộc sống, cũng như tiếp tục con đường học hành, Trang phải đi bán hàng thêm. Sau thời gian bươn chải vừa học, vừa làm thì cuối cùng Trang cũng tốt nghiệp ra trường. Năm 28 tuổi, ở độ tuổi khá cứng, bạn bè gần Trang lứa dường như đã có chỗ đứng tốt và ổn định trong công việc nhưng Trang vẫn quyết tâm chân ướt. Chân ráo ra Hà Nội lập nghiệp, tôi có cơ hội được gặp nghệ sĩ Quang Tèo, chính anh Quang Tèo đã phát hiện ra khả năng diễn hài kịch của tôi và chỉ dẫn cho tôi đi diễn hài, giúp tôi có những show diễn để có thêm nguồn thu nhập. Rồi vào một ngày đẹp trời, tôi cũng được đạo diễn Bình Trọng sắp xếp cho một số vai diễn trong những bộ phim của anh. Năm 2020, gia đình gặp những biến cố không mong muốn và tôi đã phải làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ. Khó khăn là vậy, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật đã tiếp thêm sức mạnh và động lực cho tôi cố gắng theo đuổi đến cùng, tôi chạy từ những show diễn nhỏ như ở hội chợ, chỉ vài trăm nghìn để có tiền nuôi con và tiết kiệm, dành dụm ra những sản phẩm âm nhạc của mình, Trang kể. May mắn nữa là Trang có cơ duyên được gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền, một cây đại thụ âm nhạc nước nhà mà Trang rất ngưỡng mộ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền đã phát hiện ra khả năng của Trang và hướng cho Trang sang hát những ca khúc mà một thời cố danh ca Ngọc Lan từng thể hiện rất thành công. Và định hướng cho Trang cover lại những ca khúc của cố danh ca Ngọc Lan như bài Mưa Trên Biển Vắng. Và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cũng là người đã tặng cho Trang nghệ danh Ngọc Lan Trang. Năm 2022, Trang bắt đầu tập luyện và bắt tay vào thực hiện những MV đầu tiên với phong cách hoàn toàn mới, thay đổi diện mạo, lối diễn xuất và cách hát. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng Trang rất vui vì sau một năm gian truân, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn cố gắng hết mình thì Trang đã nhận được phản hồi của khán giả. Những liên khúc, những ca khúc New Way của Trang thể hiện đã được đông đảo khán giả đón nhận, ủng hộ và yêu thích. Chia sẻ với phóng viên, Ngọc Lan Trang cho biết, mong muốn của tôi là sẽ làm nóng lại dòng nhạc hải ngoại của những thập niên 70, 80, 90. Với những ca khúc nhạc xưa, nhạc ngoại lời Việt, liên khúc hải ngoại và nhạc New Way, tháng 11 năm 2022, Trang tổ chức một đêm nhạc với chủ đề đêm say tình đầu tiên với dòng nhạc mới mà cô đang theo đuổi bấy lâu nay. Không ngờ đêm nhạc đã rất thành công và cô đã nhận được rất nhiều tình yêu thương cũng như sự ủng hộ của khán giả ở thủ đô Hà Nội. Năm 2023, Trang đã quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Trang quay lại bánh xe thời gian qua, những tình khúc bất hủ một thời của cố nghệ sĩ Ngọc Lan với series nhạc khúc tình ca giang dở và nhạc bất hủ thập niên 80, 90. Ngoài ra, Ngọc Lan Trang có sáng tác một số ca khúc nhạc ngoại như nhạc Trung, Anh và viết lời Việt cho những ca khúc như Tiếp Sau Nguyện Là Mây, Who Can Win If You Won, Talk By Talk. Hiện Ngọc Lan Trang đang chuẩn bị phát hành ca khúc Nỗi Đau Kẻ Thứ Ba do chính cô sáng tác.